Mèo sạt mây trôi trốn xa xôi. Lu ơi, Lu, gì? Đi ăn không con? Thôi ba đi đi, chưa tỉnh ngủ làm biến đi lắm. Mà tính ăn gì á? Chưa tỉnh ngủ để ba xịt cho mày tỉnh nha. Ăn cái gì? Thịt chồn. Chồn hả? Mày chồn gì? Mày thích ăn chồn gì? Chồn gì cũng được. Ăn chồn hôi ha. Cái gì? Chồn hôi. Không có chồn hôi gì hết á. Chứ mày muốn ăn chồn gì? Chồn gì cũng thích hết. Chồn lông, chồn lòng, chồn lít, chồn lầy, chồn lẩu, chồn lìa, chồn lế, chồn lịch, chồn liều, chồn lé, chồn lãi, chồn lầy, chồn lái, chồn liếu, chồn lú, chồn la, chồn lạ, chồn lém, chồn linh, chồn lu, ngoan nguyệt, ngoan nguyệt, nghe đến nguyệt, ngoan nguyệt, dạ nguyệt, dạ nguyệt, dạ nguyệt, đền nguyệt, quên nguyệt, dạ nguyệt, dạ nguyệt, dạ nguyệt, dạ nguyệt, quên nguyệt, quên nguyệt, ha nguyệt, men nguyệt, quên nguyệt, nên nguyệt. Bao nhiêu chồn có đủ chưa hỏi hoài trời. Mày thích ăn chồn lê không? Chồn lê ai mà thích.